Rồi sư phụ mình đã hoàn thành xong cái nồi thái chiếc Vado 150 nha. Sẵn đây sư phụ mình sẽ thành chạy thử anh em ha. Rồi mình chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Rồi chào anh em. Rồi bao bóc cho anh em ha. Phun của mình nồi thái bao nhẹ nha. Rồi, xin chào anh em Vado 150 nha. Sẵn đây mình đang làm cái nồi, mình quay lại cho anh em tham khảo từng chi tiết ha. Thì phun cái nồi cũ của chủ xe thì cái hầm dung nồi đã bị mòn lõm xuống luôn nha. Có chớn luôn nha. Đó, hầm dung nồi mở chớn ha. Chân thì bị mòn sọc nè. Anh em nhìn kỹ ha. Rồi có hình này mình sẽ đi lại cho anh em là phun một cái nồi mới nha, của thằng Click 150 nha. Đó, mới trăm trăm ha, đúng mã chạy chết rồi ha. Đó, bao lên cho anh em vết sơn nguyên nha, vết sơn nguyên nha, mới trăm trăm ha. Rồi thì, dây cura của chủ xe thì bị nứt hết rồi nha, nứt hết rồi nè. Đó, nứt và bể luôn nha. Đó, anh em thấy nứt hết rồi ha. Rồi mình sẽ đi chủ xe là phun một cái bộ dây cura mới nha, của thằng Thái Lan nha. Đó, phun bộ mới nè, mắc in Thái Lan nè, của thằng Bando nha. Đó, Bando Honda Bando nha. Đó. Rồi về bi mình đi bi Bando của Nhật nha. Đó, cái này bi này là đúng của thằng Click 150 nha, không phải là giống như bi của chủ xe. Chủ xe này là đi cái bi nhẹ nha, nó sẽ xào cái nồi của chủ xe ha. Rồi mình đi đúng là có bình rinh này cho chủ xe. Về cái chuông của chủ xe thì nó đã bị mòn sọc hết đây nè, mòn sọc hết đây nè ha. Đó, mình sẽ làm lại cái chuông của chủ xe là hết sọc hết huyết nè. Đó, mình đi lại chuông khác chủ xe là không bị sọc huyết nha. Đó, bố ba càng của chủ xe thì bị mòn chai hết nè, chai bể luôn nha, mình thấy chai bể luôn nha. Thì mình sẽ đi chủ xe là phun cái bố carbon thái nha, ba cái ha, 1, 2, 3 mới chầm chầm đó, anh em thấy không, bao mới cho anh em luôn ha. Rồi cấu hình trượt kẹp trượt thì mình đi rinh lại cho chủ xe, kẹp trượt cũ chủ xe thì há miệng ha, mình đi lại kẹp trượt rinh lại chủ xe đó, ba cái mới chầm chầm nha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành là lắp ráp vô, sẵn đây anh em theo dõi mình lắp ráp luôn nha. Rồi xin chào tất cả anh em. Rồi xin chào anh em Vado 150 nha. Đang tiến hành là lắp cái nồi, mình quay lại cho anh em tham khảo trong quá trình lắp ráp luôn. Đang tiến hành là vô ba kẹp trượt rin ha. Đó, kẹp trượt mình thay mới nha, cho nó có độ bót cho nó ngon ha. Vừa vặn với cái nồi mới của mình luôn. Đó, mình sẽ vô chủ xe một chút mỡ bò nha. Nhìn chung ít thôi chứ không phải là nhiều nha anh em ha. Đó, một chút xíu cho nó có độ trơn tru thôi, chứ không phải là để dư ra để cho nó văng vào nồi của anh em ha. Đây. Rồi tiến hành này cho bi ha, bi đã cho rồi nha, phun cái khối hình là bi Bando của Nhật nha. Đó, tiến hành là cho ắc vô, nói chung là mình chỉ cho một lượng vừa đủ thôi, anh em đừng có lo lắng là mình cho nhiều sẽ văng ra cái nồi ha, tại vì mình làm lâu năm rồi cho nên mình biết là cho lượng như thế nào là vừa đủ. Đó, anh em cứ yên tâm nha, mình làm có bảo hành cho nên anh em đừng có lo ha. Rồi mình cho tiếp một ít mỡ bò vô cái cốt nồi sau nữa. Rồi tiến hành là mình sẽ lắp cái nồi trước nha, với lại là cho dây cura vô cho anh em luôn. Rồi dây này là mình chơi dây của Thái, hãng Bando nha. Mình đang tiến hành là cho vô cái nồi sau, đó nồi sau cho vô poly thì mình sẽ lắp cho anh em luôn. Nói chung lắp nồi tay ga thì rất là nhanh. Rồi tiến hành cho cái mặt ép nồi trước nha, rồi cho Jagura vô, cho cái vô poly rồi tiến hành ụp và chuông nha. Rồi phun cấu hình luôn nha ha. Rồi cho lồng đền với lại tán nồi sau bắn nồi, rồi tiến hành là kiểm tra nồi cho anh em. Rồi sư phụ mình đã hoàn thành xong cái nồi thái chiếc Vado 150 nha. Sẵn đây sư phụ mình sẽ thành chạy thử anh em ha. Rồi mình chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Rồi chào anh em. Rồi bao bóc cho anh em ha. Phun của mình nồi thái bao nhẹ nha. Đó, thì sư phụ mình chạy ra đường để test thử cái nồi rồi giao xe chủ xe nha. Rồi sư phụ mình đã tiến hành test về nha anh em. Ok, chào anh em nha. Rồi sao rồi sư phụ? Rồi im lắm, ngon lắm. Nhẹ không? Nhẹ, bốc lắm. Rồi ok anh em ha, okay. Không có bị rung đầu với sao nồi nha. Giờ rồi, em nhẹ rồi. Ha. Rồi rồi ok.